gia chủ Botalia toàn thân mặc đồ đầy đủ, mang dù đi dép. Mang dù đi dép nữa, quý vị thấy nổi cái chi tiết này không? Thông thường người ta đến đảnh lễ Đức Phật là sao? À, đi chân trần, trịch áo bài vai hũ, đi quanh Phật ba vòng đảnh lễ rồi ngồi một bên chờ Đức Phật thuyết pháp, đúng không? Ông này là vừa mang dù mà vừa đi dép, xong rồi đến sao ngao du tản bộ khắp nơi, nghĩa là không đến lại Phật luôn, giống như tới chùa ra đây chụp cái bông đào, lên kia chụp cái kia, coi cái gì có lạ không, bà sư cô đứng đây không đến chào luôn. Ông Phật ngồi dần dần đây không thấy chào luôn. Là dạng này nè, ngao du tản bộ khắp nơi, xong rồi mới đi tới cái khu rừng đó. Sau khi đi sâu vào khu rừng, gia chủ Botalia đến chỗ Đức Thế Tôn ở. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời hỏi thăm thân hữu, rồi đứng một bên. Đứng luôn nha, không đảnh lễ, không quỳ nha quý vị. Thấy chi tiết rất là thể hiện chưa? Thế Tôn nói với gia chủ Botalia đang đứng một bên. Này gia chủ, có các chỗ ngồi, nếu ông muốn, hãy ngồi xuống. Giờ thấy gia đình mình đang ngồi nghe pháp, ví dụ có người cứ đứng đây chống nạnh nhìn kỳ không, mời ngồi không ngồi luôn đó, mời uống nước không uống nước luôn đó. Dạng này Đức Phật mới nói sao? Nghe nói vậy, gia chủ Botalia nghĩ rằng Sa-môn Gotama gọi ta với danh từ gia chủ, cho nên phẫn nộ không hoan hỷ, vẫn tiếp tục đứng im. Lần thứ hai, Đức Thế Tôn tiếp tục nói với gia chủ Botalia, này gia chủ, có các chỗ ngồi, nếu ông muốn hãy ngồi xuống. Lần thứ hai gia chủ Botalia lại tiếp tục nghĩ y như vậy nữa và vẫn ngồi đó. Tóm lại là sao? Ông rất là bất mãn khi nghe Phật gọi mình là gia chủ. Tại vì sao? Tại vì bản thân ông mang nguyên một cái thân ngã chấp. Ông chấp rất là nặng là vì ông đã giao phó toàn bộ tục sự cho con cái. Nghĩa là công ăn chuyện làm tài sản ở gia đình là ông giao cho con ông hết rồi. Ông sống tối thiểu với đồ ăn và mặc trên người. Cho nên ông nghĩ ông là gì? À, bậc chân tu, bậc thánh hạnh. Cho nên khi mà Đức Thế Tôn dùng từ gia chủ đối với ông, tức là một cư sĩ bình thường thôi, cô nói các anh chị em Phật tử kiểu vậy đó, là không hài lòng, tưởng mình đang tu, tưởng mình là bậc chân tu và bậc thánh hạnh. Cho nên xưng với Đức Phật cũng không phải là Đức Thế Tôn hay là bạch Đức Thế Tôn, bạch Sa Môn vân vân, mà ông nói sao rất là ngang hàng, tại kiểu là ông cũng là người tu, Đức Phật cũng là người xuất gia vậy thôi, cho nên là ngang hàng với Đức Phật. Đây là một cái thái độ cực kỳ hợm hĩnh và rất là ngã chấp ha. Rồi thì phần sau này là cái phần dài vô cùng, tổng cộng chắc khoảng 5 trang mà trang dày như vậy, cho nên quý vị sẽ rất là khó tiếp thu với lại cái văn bản văn kinh như vậy, rất là khó hiểu. Thì từ giờ sư cô sẽ tóm lược thôi, không có đọc chánh kinh nữa ha. Tóm lại, ông nghĩ là ông đã bỏ hết của cải tài sản cho vợ con và ông sống tối thiểu với đồ mặc và vật ăn, xong rồi ông kiểu như vậy thì ông đã bỏ tất cả các tục sự và mình là bậc chân tu thánh hạnh rồi. Như Đức Phật mới khẳng định đây nè, cái sự suy nghĩ sai lệch của ông về cái định nghĩa là tục sự nó rất là sai theo cái giới luật của bậc thánh theo nhà Phật. Đối với Đức Phật, Đức Phật định nghĩa lại, Đức Phật có tổng cộng 8 cái định nghĩa như thế nào là từ bỏ tục sự. Nghĩa là sau khi nghe 8 cái định nghĩa này, dù cho có là quý thầy quý sư cô cạo đầu đắp y như vậy mà không từ bỏ được 8 cái điều này thì vẫn chưa là người hoàn toàn từ bỏ tục sự. Quý vị hiểu không? Đức Phật định nghĩa đầu tiên đó là sao? Phật giảng cho ông rõ thế nào là đoạn tận các tục sự trong giới luật của bậc thánh. Đầu tiên là phải từ bỏ sát sinh. Đúng rồi, nếu mình ăn tối thiểu nhưng mà mỗi ngày mình vẫn giết cái con vật đang còn sống đó để mình phục vụ cho bữa ăn của mình thì mình đã có dứt cái nghiệp sát sinh chưa? Dạ chưa. Cái này cô giảng đi giảng lại rồi nên tập này cô không có nói nữa. Quý vị phải nghe lại cái bài về ngũ giới và thập thiện nghiệp. Sư cô giảng 7 cái chi phần để cấu tạo nên giới sát sanh, đúng không? Là chúng sanh phải có tình thức, chúng ta phải cố ý khởi cái ý muốn giết cái chúng sanh đó, chúng ta nỗ lực giết chúng sanh đó, có phương pháp giết chúng sanh đó, và cuối cùng chúng sanh đó đã chết do cái sự nỗ lực giết của mình. Thì cấu tạo đủ 5 cái chi phần đó thì chúng ta sẽ cấu thành cái nghiệp là sát sanh. Hiểu không? Cho nên ở đây Đức Phật nói cái người mà tu đầu tiên phải bỏ cái gì? Từ bỏ sát sinh. Không thể lấy mạng sống của vật khác tô bồi cho thân mạng của mình mà nói mình vẫn là bậc chân tu thánh hạnh. Không được, không có bậc thánh nào mà sát sinh hại mạng hết. Được chưa? Đây là cái đầu tiên ha. Thứ hai đó là sao? Lấy của không cho. Phần này cô đi nhanh được tại vì nó nằm trong cái ngũ giới, cái đạo đức căn bản của quý vị, đúng không? Lấy của không cho là sao? Đúng rồi, trộm cắp. Hồi nãy mình đi kinh hành ra bờ suối, không em nào thấy cái bông đào đức cô Trí đi lần đi trước mặt, bởi cô Trí cô rất là ít nói mà cô nói cái nào là chính xác, cái đó không cãi được luôn. Cô nói cái đó là trộm cắp, cô chỉ nói đúng 3 chữ thôi, cái đó là trộm cắp, tức là đi bứt cái bông.
xấu hổ quá trời luôn. Nhưng cái này, vì cái nội dung này rất là dễ, quý vị đều đã hiểu rồi đúng không? Cho nên sư cô sẽ kể một cái câu chuyện trong nhà thiền, mà câu chuyện này sư cô cũng đã quên rồi, quên mấy năm luôn rồi. Tự nhiên hồi nãy đi kinh hành về, nhân cái dịp mà hái trộm bông đào của nhà người ta để về sống ảo, và sư cô đã nghĩ là mình nên kể lại câu chuyện này cho quý vị. Để chi, câu chuyện này rất là hay, lớp mình rất thích nghe kể chuyện đúng không? Đặc biệt là cái lớp online. Bởi vậy, chuyện này hay thiệt quý vị. Có câu chuyện như vậy, nó là có một cái ngôi chùa kia, có một vị trụ trì và một vị tri sự. Tri sự tức là quản hết mọi việc trong chùa luôn, tri khố luôn á, là từ cơm nước đèn dầu rồi chúng bao nhiêu tăng vậy đó. Thật ra thì chùa cũng không có khá giả gì, mà tăng chúng thì đông, cho nên nó là cái việc mà sinh hoạt ăn uống trong chùa là vị trụ trì á là đã nhất quán là phải tối thiểu, tức là phải giảm thiểu tối đa, cho nên ăn cái phần ăn nó rất là sơ sài và nó kiểu lúc nào cũng thiếu thiếu á. Thì hôm đó cái vị trụ trì có cái việc có Phật sự phải ra khỏi chùa, thế là cái vị tri sự, cái thầy tri sự ở nhà thương chúng quá, thấy bình thường là ăn kham ăn khổ thấy thương á, cái thầy quyết định là mở kho ra lấy một ít đường với một ít đậu nấu chè đãi cho đại chúng ăn. Cái chuyện này nó có sai không? Dạ, thấy thương không? Mình tri sự, mình biết chùa cũng có đường có chè không sao hết trơn. Cái là nhân dịp không có thầy trụ trì ở nhà, thế là đem về nấu một nồi chè thiệt ngon cho tăng chúng. Là quý thầy ăn ai cũng hoan hỷ hết, lâu lâu mới được ăn chè ngon quá trường ngon, ai cũng hoan hỷ hết. Cái chiều đó thì thầy trụ trì về, thì thầy mới phát hiện ra là có cái vụ mở kho mà không có được cái sự cho phép của thầy. Thì thầy mới biểu là ai mở kho lấy đồ của thường trụ, tức là lấy đồ tam bảo ra một cách tùy tiện như vậy. Thì thầy tri sự mới đến là bạch thầy là con, cái nói vậy hả? Ông chính là phạm tội trộm cắp, tại vì cái này là ăn cắp của tăng đoàn, chưa có yết ma gì hết, chưa có đồng ý gì hết, mà ông dám mở kho như vậy là ông mang tội trộm cướp. Lột cà sa trả lại đây và đuổi ông ra khỏi chùa. Là quý thầy rất là ngạc nhiên, ôi chỉ có một nồi chè thôi, lúc đầu đang rất vui mà, nhất là những vị ăn tới hai tô chè. Xong lúc đó tự nhiên thấy vì mình ăn chè ngon mà cái vị kia bị lột cà sa, bị đuổi ra khỏi chùa, thì bắt đầu có những hoang mang đúng không? Có những hoang mang, nhưng mà thầy đó thầy đuổi thiệt quý vị, lột cà sa lại đuổi ra khỏi chùa luôn. Thì chúng ta biết là chùa, mấy chùa Trung Hoa thì nó rộng mà, như nguyên cái núi vậy, như thiền phái Thiếu Lâm rồi không? Thì đuổi không cho ở trong chùa, thì ông thầy sư trụ, mà được cái là cái tính thầy này dễ thương vô cùng. Tức là bị đuổi mà có oán giận thầy mình không? Không, bị đuổi ra khỏi chùa giờ biết đi đâu giờ? Đi tu mà đâu biết đi đâu, đi ra cái cổng Tam Quan, giống cái cổng Nhất Trụ á. Và chúng ta biết mấy cái chùa Hàn hay chùa Trung Quốc đó là cái cổng mà cổng Tứ Thiên Vương, nó như cái nhà vậy, nó chỉ không có cái phòng thôi chứ nó rất là rộng đúng không? Thì ông ra cái cổng nó ở. Ra cái cổng ở chi? Không cho ở trong chùa mà. Thì ra cái cổng ở. Ra cái cổng ở đặng mỗi lần trong này mà tụng kinh tọa thiền thì hướng về đây tu tập. Với lại vị trụ trì rất là giỏi, cho nên mỗi lần ngài lên khai thị thuyết pháp giảng kinh á là muốn nghe, cho chạy vô nghe. Mà ở cái cổng Tam Quan đó, thì vị trụ trì chiều đó ra thấy cái cổng vậy, thấy ai cho ông ở cái cổng. Cái cổng vẫn thuộc cái phạm vi của cái chùa. Đi ra, đuổi ra khỏi chùa. Cái ông nói dạ bạch thầy con đi, bị đuổi là đi nữa biết đi đâu giờ, cái đi qua cái nhà của cái người Phật tử đối diện cái chùa, tại sao lại qua bên đó mà không dám vô nhà người ta, mà cái ông Phật tử đó là Phật tử của chùa này nên rất là quý cái thầy tri sự, thôi thầy vô nhà con đi con nuôi, trời ơi rất là mừng luôn, tự nhiên có ông tăng về nhà mình nuôi được mà. Thầy nói không, tôi là người tu, tôi không có đi ở nhà cư sĩ, nhưng mà ông cho tôi ở cái mái hiền đi, đặng bên này tụng kinh thuyết pháp cũng qua nghe nữa. Vậy rất là vui, chứ ở cái mái hiền thôi chứ mà có đồ ăn gì là trong nhà là đem ra cúng thầy hết, mà thầy cũng vui lắm, tại vì bên này tụng kinh ngồi thiền công phu thầy giữ nguyên vậy đó. Thầy tưởng vậy là an ổn. Không, thầy trụ trì được khoảng chừng một thời gian thì cái ổng vẫn cứ ở mái hiền mà ổng vẫn cứ hoan hỷ vậy đó. Nhưng mà mấy vị Phật tử thì thấy thương, trời ơi thấy thương ông thầy đức độ vậy đó, mà đâu có lỗi lầm gì lớn đâu. Theo các vị Phật tử thấy là ông thầy trụ trì cũng khó tính quá đi thôi, chứ bây giờ mà chuyện đã qua rồi cho mình quên rồi mà thầy không dám nói thì để tụi con nói, tại tụi con là đàn na tính thí mà. Ở đây ví dụ trong nhà mà cô còn la quý sư cô, chứ còn Phật tử nhiều khi lạ đến cô đâu dám la, biết sao không, nó lạ quá la nó trốn mất luôn sao. Cho nên ví dụ mà Phật tử tới chùa có sai gia lầm gì cũng đâu dám la đâu. Thì mấy vị đó cũng nghĩ vậy, mình đàn na tính thí ông thầy không dám la mình đâu, thế là mới đến đảnh lễ thầy trụ trì để xin cho cái thầy tri sự được về nhà. Cậu nói chứ, ủa vậy hả? Vậy là thời gian vừa qua là cái ông thầy tri sự cũng ở mấy hiên nhà tụi con hả? Nói dạ, cái nói vậy để thầy tính lại cho, đi về đi. Tưởng tính lại vậy là cho ông kia đi về chùa phải không? Ông kêu ông thầy tri sự về. Ai cho ông qua ở đó? Đi, không có được ở như vậy. Ông đuổi nữa. Trời ơi, đã ở tới cái mái hiên nhà người ta rồi vẫn đuổi. Mình có thấy ông thầy trụ trì này cố chấp quá không?
ghim gút quá đi, khó chịu quá đi, mình lỗi không lớn gì hết. Vậy mà thầy trị sự vẫn không phiền không giận, dạ giờ bạch thầy con đi, bây giờ không cho ở trong cổng chùa cũng không được, ở nhà dân cũng không được, bây giờ ông đi ra ngoài chợ, ông đi lang thang vậy đó, ông cứ lang thang vòng vòng mà ông không có dám ở nhà ai nữa, tự giờ ở nữa là bị chửi nữa, ông cứ lang thang cứ tới giờ tụng kinh thuyết pháp rồi ông đi về ông nghe, mà vẫn rất thích nghe pháp thoại của thầy mình, cho nên là cứ lang thang ngoài chợ vậy. Cái ông thầy trụ trì một hôm đẹp trời ông đi ra chợ, ông gặp ông thầy mình, ông đi đâu đây, gặp thầy cũng mừng lắm, không con cứ đi vậy thôi hả, con cứ đi vậy thôi, thầy không cho con ở đâu thì con đi vậy thôi. Thương vậy là thương luôn đó quý vị. Cái xong rồi tới chiều lại là tới cái giờ tụng kinh thuyết pháp công phu, ổng lại đi về chùa, ổng ngó vô ổng công phu cùng đại chúng nữa. Thì ông thầy trụ trì lại bước ra tới cổng chùa, lại gặp ông này hướng vô, cũng không dám ở cái cổng nữa, ở trong cái cổng chùa là ổng tính thành cái chùa của ổng nên ổng vẫn đuổi mà, rồi cái dắt ngoài mà ngó vô. Cái ổng mới nói ông đi đâu đây. Nói dạ con cứ đi vậy chứ con không có vô chùa, con không có vô chùa đâu, con cũng không có đi để nhà Phật tử. Thương đến mức độ vậy luôn á. Thì thầy trụ trì mới nói chứ vậy thôi giờ, bây giờ ông đi vô chùa đi, ông vô chùa một chút, tôi có chuyện nói với ông. Ông này không sợ nữa, ông tưởng bị chửi nữa, tại vì nó ủa nãy giờ mình không có sai luôn á, bữa giờ là mình không dám ở nhà ai luôn á. Thương tới mức độ đó quý vị. Thì chiều đó là thầy trụ trì xong cái thời công phu là gọi ông tri sự lại. Và trước đại chúng là giống trống, giống kèn, là lên chuông trống bát nhã, đắp y đàng hoàng luôn. Phen này là ông tưởng là xử lý ông luôn rồi, chắc đuổi ông ra khỏi thành phố luôn rồi đó. Thì cuối cùng là trên cái đài đó thì vị trụ trì mới nói là chánh pháp nhãn tạng y bát của ta truyền cho cái vị này. Trời, quý vị nghe cái đoạn này xúc động không? Cô nghĩ mà cái câu chuyện nhà thiền này mà không có khúc sao á, chắc cô buồn, cô không kể cho ai nghe đâu. Nghe nó vô duyên quá, ác gì ác dữ đúng không? Nãy giờ khi mà cô kể quý vị là người ngoài thì quý vị có ức không? Ức chế nghĩ trong lòng không? Và đâu có gì sai đâu, thầy mà kỳ cục. Tự nhiên trong đầu mình là người không có liên quan đó, mà mình cũng sẽ tự nhiên khởi lên cái tư tưởng sao? Đánh giá ông thầy trụ trì khó chịu. Khó tánh gì mà vô duyên vậy, người ta đâu có làm gì sai. Đó là nói ít đó, chứ cái vị nào mà lạ lạ Phật tử đến là bắt đầu nói bậy, chửi nặng nữa đúng không? Mà thật sự nha quý vị, trong cái lúc mà vị tri sự đã bị đuổi đi đó, ngài bị đuổi đi nhưng mà ngài vẫn quẩn quanh cái chùa để tu, nhưng mà tăng chúng đã có rất nhiều người đã bỏ chùa đi vì bất mãn với thầy trụ trì. Cái người bị trách mắng thì không sao hết trơn, mấy người xung quanh tự nhiên bức xúc bỏ chùa đi cũng một đám, nhưng mà quá trình đó thầy trụ trì vẫn nhẫn nại, nghĩa là không động tâm để chi ạ? Để kiểm tra cái vị tri sự mà mình đã chọn để thừa kế y bát của mình. Tức là từ đầu ngài trụ trì đã chấm cái vị đệ tử này chưa? Đã chấm cái vị đệ tử này để truyền trao y bát từ đầu rồi, từ cái đoạn mà thấy cái lòng từ bi thương chúng mở kho nấu chè cho ăn đó. Nếu cái người không biết thương người ta, không biết thương huynh đệ, không biết quan tâm đến ai, có nghĩ đến cái chuyện mở kho mà nấu chè cho đại chúng ăn không? Dạ, chấm đệ tử mình từ lúc đó rồi, nhưng mà tại sao không truyền trao được? Tại vì chỉ có cái từ bi không thì không đủ, nhà Phật phải có trí tuệ, đôi cánh của trí tuệ và từ bi. Ông có từ bi thiệt nhưng mà ông phải có cái trí tuệ và phải có cái nhẫn lực lớn, phải có cái nhẫn lực và cái sức chịu đựng như thế nào mới xứng đáng mà thừa kế cái y bát này, mới xứng đáng mà dẫn dắt nguyên cái đồ chúng này. Cho nên dù là trong suốt cái quá trình bị mắng, bị chửi, bị đồ chúng bỏ đi, bị đệ tử của mình sỉ vả, mắng chửi như vậy, nhưng vị trụ trì vẫn kham nhẫn để chi? Để chi? Để sao? Để kiểm tra cái vị mà mình đã chọn để truyền trao y bát đó. Mình mới thấy cái lòng của một vị lãnh đạo nó vĩ đại tới mức độ nào. Từ vì bây giờ chánh pháp y bát là truyền cho cái vị này đây, vậy thì nếu có cái lòng từ bi không có lãnh chúng được không? Không. Phải kiểm tra cái gì? Phải đào lên, kiểm tra coi cái bản ngã của ông đã bỏ xuống chưa. Quý vị nghĩ đường đường là một vị tri sự mà bị đuổi ra cổng chùa mà còn không được ở, đi ở mái hiên nhà người ta rồi đi lang thang ngoài chợ, mà suốt cái khoảng thời gian đó vẫn cứ đúng giờ là về công phu, đúng thời pháp thoại của sư phụ mình là về nghe. Có ai có được cái lòng đó không? Ở đây cô chỉ cần nói đụng vô cái ngã một cái thôi, cô khỏi đào con trồi lên cho cô thấy luôn. Tức là ông này ông phải đào lên coi cái ngã của đệ tử mình có bỏ hết chưa, đúng không? Đào lên tới tận cùng, bị đạp xuống tới tận cùng, qua bao nhiêu gian khó như vậy mà cái lòng hướng đạo, cái lòng kính thầy, cái lòng thương đồ chúng, cái quyết tâm giữ giới và hành đạo của mình nó không có suy xuyển, cái người này mới lên thừa kế y bát và truyền trao Phật pháp được chứ. Còn đằng này quý Phật tử đi chùa là cô khỏi đào bới, cô trồi lên trổ quả cho cô coi nè, cô thử đụng con phóng bồ đề gai cô liền, mà nói nhẹ nhẹ không sao, nói đụng tới đúng cái yếu điểm của mình là bỏ chùa bỏ thầy liền, đúng không? Không nghe được tới câu thứ hai. Nhiêu đây mới thấy mình dở cỡ nào, mình tu dở cỡ nào, mà bây giờ đến chùa đến ấy thầy cô góp ý mình một tiếng là không được,
à đụng tới mình huynh đệ nói mình câu là mình giận, phải không? Thì cái câu chuyện này, ngay cái đoạn này cô mới thấy là lấy cái của không cho nè, thiệt ra cái lỗi của thầy có không? Có. Cái đồ của tăng chúng dù thầy là tri sự, thầy phải có sự đồng ý của mọi người, thầy sai từ đầu. Nhưng mà cái lòng sai của thầy nó xuất phát từ cái tình thương. Nhưng mà qua cái quá trình đó mình mới thấy được bao nhiêu cái đức hạnh và cái đức tính tốt của thầy. Dù là thầy bị la như vậy thì không có một chút buồn phiền nào. Chờ quý vị quay lại nhìn mình đến chùa công quả công phu, cái ngã của mình có bỏ bớt dần không? Hay là mình càng công phu rồi cái ngã của mình nó phình to theo năm tháng, không ai chọc vô được mình hết. Bây giờ là con là không ai đụng vô con hết. Tu vậy không thành tựu. Tôi vậy á, lạy 500 lạy cũng vậy, ăn chay trường luôn chứ trường, từ cái chùa này trường qua cái chùa khác ăn chứ không có tiến bộ được cái gì hết. Ừ. Cho nên mình phải nhìn sâu sắc cái chỗ này. Thật ra chính bản thân sư cô đó quý vị, cô làm trước đây á, khi mà chưa có chùa đó, cô đâu phải làm công tác quản lý, tức là không có quản tự viện, cũng không có quản đồ chúng, cô chỉ làm công tác giáo dục thôi. Nghĩa là mình ngồi đây mình nói pháp thôi. Cuối tuần khi mình lên mình nói pháp mà lúc đó còn corona nữa, làm gì gặp được quý vị đâu, ngồi với cái máy quay phim không à, với lại trên Zoom nè, muốn chửi cô cũng đâu có chửi được, tại biết sao không? Muốn ghẹo cô cũng đâu có ghẹo được. Một tuần chỉ gặp nhau trên Zoom thôi, mà trên Zoom cô tắt mic tắt tiếng không có cho chat gì. Đâu ai đụng tới cô đâu. Trời ơi, nó an ổn, tưởng đâu mình chứng tới thánh luôn rồi. Thấy mình từ bi quá trời luôn á. Tự nhiên đâu có ai ghẹo mình sân. Hả không? Giảng pháp xong là cô đóng cửa, cô tu, cô học mình nên cô à. Ngồi thiền cô cũng vui, tụng kinh cô cũng vui, đắp cái y lên tụng kinh pháp qua. Hòa thượng nhìn cô bằng cặp mắt thương gần chết, thì ông nói bới luôn nguyên cái chuộng cho cô luôn mà. Mình được cưng được thương như vậy, mình không có làm công tác quản lý, mình tưởng đâu mình tu tới để quý vị. Không. Ngoài cái công tác giáo dục giảng dạy ra hàng tuần này ha, mà cô phải làm công tác quản lý 7/7/24 như vậy. 7 ngày trong tuần, 24 tiếng trong ngày. Ngày nào cũng phải coi camera, coi cái đèn chỗ này nó tắt chưa, coi cái bên này nước nó có xì không, coi bên này cái xe hơi nhờ. Trời ơi quý vị chưa biết cái công tác đó đâu. Rồi Phật tử tới chùa có va chạm không? Dạ có nha. Rồi tăng ni đến rồi có phải quản chúng không? Có nha. Thì trong cái quá trình cọ xát đó, cô mới thấy là mình tu chưa giỏi miếng nào. À, mình sân si như thường nha, mình rất sân luôn. Wow, mình giữ thấy sợ. Cô cũng nói đó, cô vừa hôm qua cô mới đi thăm hòa thượng mà bảo lãnh visa cho quý thầy cô chùa mình đó. Hòa thượng cách chùa mình đây có nửa tiếng à. Chùa hòa thượng rộng mênh mông, được cái là chùa rất đẹp, không có bà Phật tử nào hết trơn. Còn chùa mình thì xấu quá chừng, mà chùa này rất là đông luôn. Nhà nghèo con nó hay đông. À, cô là hay qua để đảnh để hòa thượng ngồi nói chuyện với hòa thượng, lần nào cũng cả tiếng rưỡi. Hòa thượng á, ngồi là hòa thượng chỉ ra đó, cô cũng hay tâm sự lắm. Hòa thượng, con không ngờ con xấu tính vậy luôn á. Từ ngày con làm chùa đó con thấy con xấu tính thấy sợ. Là sao? À, mình va chạm mình mới thấy là mình còn sân không? Còn sân. Cái gì không dưới mình có khó chịu không? Khó chịu. Tính mình sạch sẽ, tính mình cầu toàn. Ví dụ mà nhà vệ sinh dơ, chánh điện dơ, ăn cơm mà ồn ào, ngồi nghe pháp cô mà ồn ào, ra vườn mà giỡn hớt đồ ha, cô khó chịu không? Khó chịu. À, những cái đó là bây giờ mình mới biết nè. À, bây giờ mình mới biết mình cũng xấu đều như người ta nè. Vì bữa giờ mình tu mình tưởng mình ngon, chưa ngon. À, là chi quý vị? Nhưng mà đây là cái cơ hội. Ông bà mình nói cái từ này hay lắm nha. Trong nguy nó có cơ, ta gọi là nguy cơ. Đó là trong cái nguy hiểm mà mình nổi sân, mình đánh mất mình á, nó có cái cơ hội để mình rèn giũa mình, đúng không? À, nó có cơ hội cho mình nhìn lại mình chứ. Nó có cơ hội cho cô nhìn lại bản thân mình chứ. Là mình cũng còn sân nè, mình cũng còn si nè, mình cũng còn tham nè, mình cũng còn rất là nhiều cái ích kỷ đố kỵ nhỏ nhen kim chỉ nè. À, đây là cái cơ hội để rèn giũa bản thân. À, đây là cái cơ hội cho cô va chạm với quý vị, va chạm với lại các mối quan hệ xã hội. Lúc đó mình mới phải tự điều chỉnh mình, đúng không? Cái chuyện mà mình muốn người ta theo ý mình là cái chuyện đó là cội nguồn của phiền não. Cô nói hoài, lặp lại lần nữa, câu này quan trọng. Cái mưu cầu, cái sự thay đổi của người khác cho vừa với cái ý của mình, đó là cội nguồn của khổ đau và phiền não. Còn cái chuyện mà mình quay về điều chỉnh mình là nguồn gốc của hạnh phúc. Ai đang còn mong ước? Ước gì thằng chồng mình nó nghe lời mình vậy? Ước gì con mình nó chịu học giỏi như con nhà người ta? Ước gì trời ơi mình đi làm á, làm ít mà được nhiều vậy nè. Những cái người mà còn hy vọng như vậy đó, những cái người đó sẽ vĩnh viễn khổ đau. Sao mà mong nó được như vậy, đúng không? À, không mong được vậy đâu. Nhưng mình quay về điều chỉnh mình, đó là cội nguồn của hạnh phúc, cội nguồn của chân hạnh phúc. Bây giờ cô đến đây 10 người, cô còn mong muốn là mọi người sẽ ứng xử theo mong muốn của cô, chứ đến 100 người, đến 1000 người hôm Tết thì em lạy Phật cho mọi người đến về vui, không có ai bị phiền não, không có ai bị tai nạn gì là cô mừng gần chết, chứ đừng nói người ta muốn người ta ứng xử theo ý cô, đúng không? Bây giờ cô phải điều chỉnh ai? Chẳng lẽ điều chỉnh 1000 cái con người xung quanh mình cho chết hay gì? Điều chỉnh em thôi. À, điều chỉnh bản thân em nè. Đó,
Thì khi điều chỉnh bản thân mình như vậy, mình sẽ thấy rất là hạnh phúc và bình an. Đây là cái cô chia sẻ chân tình với quý vị. Thứ nhất, mình đến cái môi trường tu học đại chúng như vậy là một lần cho mình cọ xát thấy cái bản ngã của mình nó còn trồi lên cỡ nào. Mai kia mốt nọ, chưa chắc những vị ngồi trước mặt cô đang còn nghe pháp thoại của cô sẽ tiếp tục tin yêu và đồng hành với cô nữa. Nhưng mà lời này quý vị phải nhớ, khi mà quý vị đang còn hữu duyên với sư cô và lắng nghe được những lời này, quý vị phải trân trọng và thiết tha quay về sửa mình và coi cái ngã của mình có phình to hay không. Tại ai biết được giờ đang ngoan ngoãn như này, mai kia mốt nọ tự nhiên cái cảm thấy ta đây rất là vĩ đại luôn. Chùa này không có tôi là không có được. Có biết tôi đóng góp cho chùa bao nhiêu không hả? Đó, cái chung này tôi cũng mua nè. Đó, cái pháp thoại này tôi cũng quay nè. Trời ơi, cái bàn cái ghế của bà ai mua, tôi sắm gì đó, chết mồ. Trời ơi, khắp nơi đều thấy mình luôn á, ghê lắm. Cho nên là bây giờ tạm thời còn chưa có tới cái level đó đó, đang còn nghe được á, thì phải hằng ngày phải kiểm điểm lại bản thân mình. Sư cô cũng hằng ngày kiểm điểm lại bản thân mình. Tại vì cái ranh giới giữa cái mà ảo tưởng về cái ta này nè, với lại cái thật sự mà bỏ cái ngã vì lợi tha, vì độ chúng á, nó rất là gian nan và nó rất là mong manh. Chỉ có mình mới hiểu được mình nhất thôi, hiểu không? Cho nên mỗi ngày quý thầy cô rờ lên trên đầu để coi mình có sợi tóc nào không? Không phải để tiết tóc rụng, mà để biết là mình có sống xứng đáng với cái hình hài đầu tròn áo vuông này không. Quý vị mặc cái áo tràng lên chánh điện, một lần nữa soi xét lại mình, ngũ giới có viên thành không? Ái ngữ lợi hành đồng sự có viên tròn không? Hay là mình đến đây vì cái ngã, vì cái ta to bành kỳ vật vã của mình? Rất là nguy hiểm ha. Cái này cô nhắc lại một lần nữa. Đó. Rồi, cái thứ ba đó là phải từ bỏ nói dối. Quý vị nhớ cái câu này chưa? Từ bỏ nói dối. Cái này cô không giảng nữa tại vì nó đã có trong cái pháp thoại rồi, đúng không? Còn đã là Phật tử thì mình nỗ lực hết sức, mình đừng nói dối. Cho dù lời nói dối đó là lời nói dối vô hại, cô nói thiệt luôn. Nhiều người nói dối vậy vô hại cho nên là vẫn nói dối. Không cần thiết thì đừng có nói. Tại vì sao? Mình nói dối thì là sau này lời nói của mình nó không có được cái sức thuyết phục. Mình rất khó có uy tín. Cho nên hồi đó quý vị cô nghèo mà bây giờ cũng nghèo vậy. Hồi đó cho nên đó là cô hay kêu kiệt lắm. Ví dụ mà cái món nào mà nó cô rất là thích ăn đồ Việt Nam, mà ở đây quý vị biết rồi đó, trời ơi đồ Việt Nam nó rất là mắc đúng không? Một cái bắp chuối hay một cái đu đủ thôi cũng là 10.000 won, cũng không bao giờ dám bỏ tiền mua. Rồi cái trái dừa hoặc là cái gì đó, cô thích uống nước dừa ghê lắm luôn, mà cái trái dừa nó rất là mắc. Cho nên mấy Phật tử mà thương cô đó, mua trái dừa đến xong mà nói xạo, nói là sao, trời ơi cái này nó rẻ lắm, nó đang sale quá cô, nói xạo cho cô ăn ấy, phải không? Sau này cô phát hiện ra là nó nói xạo rồi, tại vì cái này nó không có rẻ, nó không thể nào rẻ được, nó rất là mắc luôn, cho dù mua một thùng nó vẫn mắc. Cái bắt đầu là em đó mua cái gì đến cho cô cũng hỏi giá, xong rồi cô không tin nó nữa, cô nghĩ là em có nói thiệt không, tức là cô sợ nó mua mắc á. Là sao nó nói dối rất là vô hại, đâu có gì đâu, nó chỉ nói dối để cô đừng có tiếc của thôi, đặng cô ăn thôi. Nhưng mà từ đó về sau cô bị ám ảnh là này nó mua mắc lắm mà nó xạo với mình, đặng mình ăn thôi á, cái cầm cái gì cô cũng sợ mắc hết á. Cô nói không ấy, đừng mua gì nữa đi, không ăn nữa luôn. Là sao không ăn, để nó đừng mua nữa, đặng nó đừng có tốn tiền. Chứ sư cô biết là ai đi làm cũng tốn tiền đúng không? Xong rồi nhịn ăn rồi đi mua cho cô nuốt đâu có trôi. Cho nên bây giờ mỗi lần nó mua tới cho cô là giờ cô không tin nó mua cái giá đó nữa quý vị. Thế mất niềm tin đâu đó, cô trò với nhau mà mất niềm tin tuyệt đối luôn á. Giờ nó mua cái gì nó nói cái giá cô cũng không tin nữa. Tới mức không ấy, bây giờ còn phải đưa cái hóa đơn cô mới tin ha. Nó đó, ai biết nó dối cô làm chi, thấy không? Nó dối vô hại đó. Nhưng mà sao mà cô bị ám ảnh là nó nói dối vậy đặng mình ăn á, chứ thiệt ra nó đâu có rẻ vậy đâu. Chứ quý vị hiểu cô nói gì không? Trời, mình cứ nói dối với con mình đấy, ông kẻ bắt rồi này nọ tùm lum ta, nói đủ chuyện hết trơn. Hồi bớt nói dối lại, bây giờ đó cái chuyện gì chị Phật tử của cô chỉ kể cái câu chuyện gì muốn cho thằng con nó bớt xài hoang, cái chị mới nói xạo với nó là biết mẹ đi làm anh ba là biết không, một tiếng đồng hồ của mẹ cực quá trời cực luôn, mẹ làm hả là sao chân niêm trả cho mẹ hả có 5-6 ngàn gì thôi, mà bây giờ con xin cái tiền này mấy trăm ngàn là mẹ phải làm cả tháng trời mới có. Cái nó nói đâu, đưa số điện thoại sao chân niêm mẹ đây để con xin cô ổng lên bộ lao động. Bây giờ là một tiếng là theo bộ là tối thiểu lương cũng phải được 9 ngàn mấy rồi, ổng trả cho mẹ 5 ngàn là ổng đã vi phạm luật lao động rồi. Thằng nhỏ mới có 12 tuổi thôi quý vị, nói xạo với con mình chi, thấy không? Ý là chỉ muốn nói xạo như vậy đặng chỉ muốn con chỉ nó tiết kiệm cái đồng tiền không có xài hoang. Nhưng nó quay lược lại, nó nói một là mẹ nói xạo, hai là cái thằng giám đốc đó là nó vi phạm luật lao động rồi con sẽ kiện nó lên bộ. Rồi giờ chẳng lẽ nó giám đốc mẹ trả đúng lương cho mẹ mà mẹ nói xạo với con thì nó quê không? Quê không? Đây là câu chuyện thiệt sự cô kể cho chị, kể cho cô nghe đó, cho quý vị hiểu không? Đừng có nghĩ con mình nó không biết gì, nó biết hết đó.
Cho nên nó còn nhỏ, quý vị đừng nói xạo với nó. Thì mai mốt nó lớn không có nói xạo với quý vị, nó cũng nói xạo với người ta. Muốn con mình nói thiệt là mẹ phải nói thiệt, hiểu không? Phải thân giáo, đừng có nói xạo. Cứ nói rõ ràng là lương theo bộ, mẹ được lãnh lương theo bộ thiệt. Nhưng mà cái lương này mẹ làm rất là cực. Con thử đi làm đi rồi biết. Mai kia mốt nọ con được 17, 18 tuổi con đi làm đi, con biết là nhận được 9 ngàn, 10 ngàn một tiếng đồng hồ đó rất là cực. Mình nói vậy nó cũng hiểu vậy, mắc gì mình đi nói xạo chi, hiểu cô nói không? Rồi Phật tử thôi đừng nói dối ha. Thứ tư đó là nói hai lưỡi. Nói hai lưỡi là sao? Đến đầu này nói kiểu này, đến đầu kia nói kiểu kia. Cái đối tượng này mình gặp trong đời không? Có. Thích không? Thì ghét cũng chết luôn chứ, phải không? Cô gặp đối tượng này hoài luôn á, tự nhiên nói đằng này này nó kia kia. Dạo gần đây cũng có nhiều chuyện mà không liên quan gì đến mình, tự nhiên mình dính vô giấy tờ của người này đem gửi cho cô địa chỉ số điện thoại người nhận không phải cô mà kêu là gửi cho cô. Mắc gì phải nói tào lao vậy, rồi đến cái đầu này thì nói chỗ khác, đến đầu kia làm sao? Mất uy tín của mình. Cô nói rồi, cái uy tín mà mình xây dựng nó rất là lâu dài xa, mà mình mà để đánh mất cái uy tín của mình rất là nhị dễ. Mình không thích người ta nói hai lưỡi về mình, tức là đến đầu này nói thế này, trước mặt nói thế này, sau lưng mình nói thế khác, thì mình cũng đừng bao giờ nói khác với người khác, đúng không? Muốn người ta ứng xử như thế nào với mình thì mình ứng xử như vậy. Cái gió tầng nào nó gặp may tầng đó. Mình cứ bị người ta nói này nói kia hoài, mình phải quay lại thật sự chân thành sám hối. Nếu vì vô minh trong quá khứ con đã lỡ phạm cái nghiệp này thì con xin sám hối, xóa bỏ an trái với mấy cái con người đó, từ đây về sau con không có phạm cái nghiệp này nữa. Quý vị có hiểu không? Chứ không phải là bị người ta nói thêm nói bớt, nói theo nói dệt, cái sau bắt đầu rồi người bắt đầu trả đũa nói qua nói lại, rồi cãi lộn trên mạng, rồi chưa vừa rồi kéo quân qua đánh nhau nữa, trời phiền phức lắm, đúng không? Nó oan trái nó sẽ thêm chồng chất, oan trái là nên gỡ chứ đừng có nên kết vô. Ví dụ mình đang không có sai gì hết đó, tự nhiên bà theo dệt vô, thôi nếu vì quá khứ vì vô minh, kiếp này không có, kiếp trước con không có nhớ được, thì con xin chân thành sám hối cái lỗi này của con. Từ đây về sau, từ thời phút này trở đi, con không bao giờ nói dối, không bao giờ nói hai lưỡi bất kỳ cái điều gì nữa, hiểu không? Đó mới là cách giải nghiệp hoàn toàn nhất. Chứ bây giờ mình đi thanh minh với khắp thế giới hay gì, mình chỉ thanh minh một lần thôi, hiểu không? Rồi cái thứ tư, thứ năm đó là tham dục, tức là mình phải từ bỏ tham dục. Đây là cái nguy hiểm nhất, cái khổ sở nhất, cái lôi kéo mình hoài trong vòng sinh tử luân hồi, cái làm cho mình không thể nào vươn tới cái bậc thánh, đó chính là tham dục. Trong kinh 42 chương Đức Phật đã nói, nếu như có một cái gì đó tương đương với dục ở trên đời này, không có một phàm phu nào có thể chứng thánh được nữa. Quý vị hiểu không? Nó nặng nề tới mức độ đó. Chỉ có một cái dục trên đời thôi, người ta đã không thể nào mà giải tỏa được. Cô đã nói lặp đi lặp lại rất nhiều quý vị, đây chúng ta đang sống ở trên cõi dục, cho nên có dục mình mới tái sanh ở chỗ này. Thành ra là gọi là căn bản phiền não, câu sanh phiền não luôn. Đẻ ra là đã có cái dục vọng ở trong người mình rồi. Cái tham dục này nó chi phối mình đời đời kiếp kiếp. Cái này rất là nguy hiểm quý vị, khủng khiếp là nguy hiểm. Cho nên phải biết sợ cái phần này. Phía sau Đức Phật có tổng cộng 10 cái minh họa về cái dục. Cho nên chỗ này cô sẽ lướt qua cho quý vị thấy, nó có 10 cái minh họa về cái khổ sở của cái dục này tới mức độ nào ha. Cái này phải hết sức là cẩn trọng. Cho nên các tổ mình mới dạy mình là sao? Phòng tình khi tâm chưa loạn động. Cái này đặc biệt dạy cho người tu. Phòng tình khi tâm chưa loạn động. Người ta, ông bà mình nói bình dân hơn là sao? Nhất cự ly nhì tốc độ, đúng không? Lúc đầu không có gì hết mà cứ cọ sát qua lại rồi tình cảm nó sinh hồi nào không hay. Có nhiều chị em đến tâm sự với cô, thiệt ra là có chồng hàng cũng không có phải là tệ hại gì, tệ bạc gì, nó cũng tử tế lắm chứ không phải không. Nhưng mà rồi đi cái môi trường làm việc bên ngoài á, rồi gặp gỡ các anh Việt Nam khác, thì lúc đầu cũng nghĩ là anh em bình thường thôi, không có tình cảm gì trai gái trơn á, thiệt sự luôn, rất là trong sáng. Nhưng mà cứ dần dần cái mối tình cảm đó nó phát triển cái lúc nào không hay. Xong rồi tới lúc mà lỡ yêu người ta mất tiêu rồi thì là phạm giới tà dâm rồi, mà chồng thì đâu có lỗi gì đâu mà ly hôn. Chồng có gì sai hết trơn, mà còn con còn cái nữa, con cái nó lên cấp 2 rồi, bây giờ ly dị rất là tội nghiệp cho con, cho nên vẫn phải ở với chồng. Nhưng mà lỡ thương bên này rồi là sao, mà bên này thì cũng có vợ Việt Nam rồi, rồi cuối cùng là tan nát hai gia đình không, rồi nó sao con khổ vậy cô, trời ơi sao con chân kiên, con không có định vậy là tại sao? Tại vì không có biết phòng tình khi tâm chưa loạn động đó. Cho nên cô dặn đi dặn lại mấy anh em ở chùa cũng vậy. Đến chùa dĩ nhiên có huynh, có đệ, có anh, có em, nó sẽ rất là vui vẻ, đúng không? Bổ trợ cho nhau rồi vui vẻ, cô không có cấm đoán cái chuyện đó. Nhưng mà nếu như mình đã có người yêu, mình đã có gia đình, hoặc là mình chưa có xác định với cái đối tượng đó, thì giữ cái khoảng cách từ đầu. Quý vị hiểu không? Cái này nếu mà ai chưa lọt hố, nói nghe không có thấm,
ai lỡ lọt té xuống hố rồi, lúc đó mới thấy trời ước gì phải chi một ngàn cái lần cái phải chi không quay về được. Kể cả người tu cũng vậy, có rất là nhiều sư cô bạn đồng học của cô dễ thương vô cùng, tu hành giỏi giang vô cùng, nhiều khi rớt đài vì một cái rất là vô duyên, siêu vô duyên mà đáng tiếc vô cùng quý vị. Thành ra cái câu này rất là đáng sợ, phòng tình khi tâm chưa loạn động, 70 chưa gọi là lành. Ở chùa sư cô cũng có mấy chị Phật tử hồi đó đến công quả dễ thương lắm, con cái lớn nhất quyết 1, 2, 3, 4 là phải cạo đầu đi tu với cô nói khoan bớt cạo lại từ từ đặng để nhỏ đi vô đại học đó rồi từ từ tính. Mà thiệt chưa được 3 tháng sau rồi quen bồ rồi giờ nghỉ đi chùa luôn, mấy tháng trời thấy mặt mũi đâu trơn á. Vì đó mà lắm như ngày xưa đến với cô, ngày xưa đâu, cách đây cũng mới có mấy tháng rồi, tưởng như lửa lòng đã tắt rồi đó, vĩnh viễn không bao giờ có trái tim rung động với bất cứ ai rồi. Ôi, tới hồi nó động quá động luôn, động không thấy mặt mũi luôn. Ngày xưa đi làm về là ghé lại đây là tụng kinh tối rồi ăn cơm, rồi tôi muốn một cái ước nguyện duy nhất đó là cạo đầu đi theo tô cô thôi, mà cô ngó là cô thấy chưa cạo được rồi mà thiệt hên ghê, bữa cạo rồi không biết đâu lấy tóc nối vô đó. Cho nên phải nói là nói đây không phải để cười chuyện người ta, mà phải biết rằng sao mình sống ở cõi dục, mình bị chi phối bởi tham và dục, chứ không phải mình giỏi hơn người ta đâu. Ngay cả sư cô đây mà cô nói với cô Trí Hoài, nói rất chân thành luôn á, hai chị em nói với nhau, nói Trí thì các em thấy rất nhiều người rớt đài rồi, cho nên mình còn được nguyên cái ngày hôm nay, mình cảm ơn cái ngày hôm nay, tại vì mình đâu biết quá khứ mình đã tạo nghiệp xấu gì đâu. Rồi cái lúc mà quả báo nó hoàn tự thọ đó, tới lúc mà mình cái nghiệp nó đến nó lôi á, có 10 ông Quốc Lâm Ngọc Sư thì cũng rớt đài hà. Cho nên chúng ta đừng có tưởng là mình hay hơn người ta. Mà mình phải biết rằng cái nghiệp của mình đã tạo rồi, nó không bao giờ mất. Giống như quý vị gieo một cái hạt ở ngoài đó, đủ hoa đủ mùa nó sẽ nở, đúng không? Hôm bữa suốt mùa đông chùa mình có cây cỏ nào không? Không. Bây giờ quý vị thấy ghê chưa? Ghê chưa? Nó mới ấm lên chưa được 3 ngày ra thấy một sân cỏ chưa? Vậy thì cái gốc cỏ đó đâu nó ra vậy? Sau 6 tháng vừa rồi tuyết đóng băng 2 tấc nó không thấy cây cỏ nào mà bây giờ nó mọc lên vậy? Phải không? Cho nên đã có một cái chủng tử xấu nó gieo vào rồi, nó chỉ chờ ngày trổ hoa và kết quả thôi. Biết như vậy đặng sợ, đặng mà gieo trong cái chủng tử của mình, gieo trong cái tàn thức nghiệp của mình những cái hạt lành, để nó trổ thì nó trổ hoa, nó kết trái chứ nó không có trổ cỏ dại ra. Hiểu không? Không phải mình hơn người ta đâu quý vị. Ở đây cô cũng thấy nhiều người, thiệt sự có những trường hợp rất là thương luôn. Là từ đầu không có dè, không có dè nó tới cái chỗ đó, rồi tới hồi mà nó tan nát, nó bét nhè ra được hai cái gia đình như vậy rồi thì thê thảm vô cùng. Tới mức mà ông chồng hàng cũng phát hiện ra rồi là bắt đầu tanh bành té bẹ luôn, kiện ngược lại luôn. Chứ không phải giỡn đâu ha. Cho nên sống trên đời thì mình phải giữ chánh tính và chánh kiến, giữ giới cho nó viên tròn. Những cái đối tượng mà có thể là mình bây giờ mình chưa có cảm tình với người ta, nhưng cũng không phải như vậy mà sơ hở. Hiểu ý cô nói không? Ở đây là dặn cho quý vị, cũng dặn cho chính bản thân sư cô. Cái phần tham dục này nó rất là khó trừ ha. Rồi cái thứ sáu đó là sân hận hủy bán. Này thôi, ai cũng dướng hết trơn, sân nhà ai cũng rộng mênh mông, phải cái sân đó mà rộng mà đậu được xe đây chắc chùa đỡ biết mấy. Sân rộng mênh mông, cái sân nó sẽ dẫn đến cái gì? Hủy bán. Sân xong rồi có nhịn không? Không, khẩu nghiệp liền à, chửi là cái miệng liền ha. Cái gì không vừa bụng mình bắt đầu chửi liền, mà từ cái sân trong cái tâm thức á, nó ra tới cái khẩu nghiệp á, trời ơi nó kết trái khủng khiếp lắm. Cho nên quý vị biết không, cô cũng lên bờ xuống ruộng vì cái tính nóng nảy của mình dữ lắm rồi. Mỗi lần như vậy thấy là sao, mình là người thiệt thòi nhất. Thiệt thòi trước hết là mình rất là mệt. Quý vị có công nhận mình giận mình tức ai mình mệt không? Rất mệt, chứ không phải không mệt đâu, mệt ghê lắm, mệt ăn không nổi luôn á. Mà sân nhiều sao nó sẽ kết thành ung thư, những cái lắng động lại đó trong tâm thức mình sẽ ung thư. Cho nên đừng vì những cái con người tệ bạc với mình mà mình nổi khùng làm gì, hiểu không? Là mình tự hại bản thân mình thôi. Làm như vậy là mình không biết thương bản thân mình, cho nên tính nổi sân lên nó thôi thẹp. Sân còn có một cái quả báo hiện tiền là gì biết không? Xấu, đúng rồi, không có đẹp được. Cho nên người nữ mà muốn xinh đẹp đầu tiên phải bỏ cái tâm sân xuống. Người nữ mà sân si nói vậy, phải người nam là sân là vẫn đẹp đâu? Không có đâu quý vị. Sân quả báo, một trong những quả báo trực tiếp của sân, tâm sân, đó là ngoại hình rất là xấu. Mình thấy mấy người mà nóng nảy không? Không ai dễ thương được hết á. Cho nên quý vị hay hiểu lầm sáu cõi trời, người, Atula, gì nữa? Ba cõi ở dưới là gì? Giỏi. Ừ, tưởng ngủ rồi chứ mới hỏi cho tỉnh á. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đúng rồi. Nhưng mà quý vị hiểu lầm cái chỗ Atula này nhiều lắm nè. Tưởng là Atula là sao? Atula chỉ có ở cái trọi giữa chư thiên và loài người thôi đúng không? Không có. Atula cõi trời là mình không bằng họ đó nha. Tại vì họ có thần thông hơn. Atula nữ dung sắc cực kỳ đẹp, đẹp hơn thiên nữ luôn.
Còn có loại Atula ngay con người này không? Dạ có luôn. Những người nào mà sân si dữ lắm đó, đó là hóa thân của Atula loại người đó. À, chứ không phải quý vị tưởng mình là hơn Atula, không có đâu nha. Cho nên thấy cái người nào mà nóng nảy sân hận dữ quá đó, người này là Atula chứ không phải là người. Phải sống sao cho biết sợ cái chỗ này. Cô thấy có nhiều người rất là nóng nảy. Họ nóng nảy tới mức mà quý vị mà đi tham gia giao thông ngoài đường thấy đúng không? Nhiều khi là sang làng hoặc chút xíu gì đó mình chờ được, có nhiều người không chờ nổi, tăng 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 cứ làm mà lái xe mà kiểu trời ơi, cái sân mà nó trổ ra trong cái lúc lái xe luôn á. Mình nhìn như vậy thì mình biết sao cái tâm sân của họ nó phải bộc phát tới mức độ nào. Những con người đó nó rất là nóng nảy, nóng gan, nóng thận, nóng đủ thứ hết á. Nên là những cái người mà sân si như vậy rất là nguy hiểm. Chúng ta phải từ bỏ cái sân hận này, từ bỏ nhiều không được thì phải biết quán cái sân. Thiền sư Thích Nhất Hạnh, thiền sư Làng Mai dạy cho mình một cái cách nhìn thẳng cái tâm sân hận. Vị nào mà còn chưa biết cách chuyển hóa tâm sân như thế nào á, về đọc cái quyển sách Giận của thiền sư. Thiền sư nói đó, mình ngồi mình quán, mình nhìn thẳng vô cái sân á, một hồi nó tự xìu xuống như nè. Chứ còn mình không nhìn thẳng vô cái tâm sân của mình cứ nhìn cái đối tượng làm cho mình giận á, trời ơi, nó giống như thêm dầu vô lửa đó, nó phần phần muốn nuốt nó vô bụng luôn. Cô có cảm giác không? Có. Tuần trước cô mới có Phật tử làm cô khó chịu mà may ghê luôn á quý vị, đúng mà trời thương em luôn á. Tuần trước mà cô không bệnh nằm liệt giường chắc cô nuốt cái anh đó vô bụng rồi. Tức quá là nói không nghe, cãi không là cãi. Mình kêu đặt vé đi không đặt, cuối tuần mà hoa nở nên mình biết kiểu gì cũng không có vé về rồi. Dạ, cô không đặt vé tới tối về, không có vé rồi thuê nguyên chiếc taxi từ miền Nam đi lên nè. Trời ơi, cô tức ở trong cái bụng đó. Mà lúc đó cô kiệt quệ rồi quý vị, dạo này cô bệnh dữ lắm rồi đúng không? Cô bệnh dữ lắm, một tháng cô bệnh hơn nửa tháng. Cho nên đó là cứ cuối tuần là cô kiệt quệ, cô bệnh tới mức mà cô cầm điện thoại lên không nổi, đâu có sức chửi không đâu. Cái cô chỉ nhắn thôi, bực quá, ok cái thôi đi ngủ chứ bây giờ thở không nổi nữa, mà thở không nổi luôn. Nhưng mà cô biết được cái tâm sân của cô cỡ đó đó ha. Nếu mà cô nói nổi chắc cô chửi ảnh một trận rồi cô nuốt anh vô bụng, cô cũng nuốt luôn. Rất là ghê, cô giữ tới mức độ đó là sao? Cô chỉ có nhìn thấy cái đối tượng cãi lộn, cãi lời cô đó, cái đối tượng cãi mà gây hậu quả nghiêm trọng đó, chứ cô không nhìn tâm sân của mình. Mà hú hồn quá đi, mệt quá đó quý vị, nằm bẹp xuống đâu có nhớ tới ông nội đó nữa, nhớ cái bệnh của mình. Bây giờ thở nó cũng khó khăn nữa. Cái bắt đầu cô nằm cô hít thở, cô hít thở với cô thấy cái tâm sân của cô, cái hồi cái tâm sân nó mất, hiểu không? Cho nên cái cách mà để chuyển hóa cái tâm sân á là nhìn thẳng vào cái tâm sân của mình, chứ không phải nhìn cái đối tượng gây phiền não cho mình, hiểu không? Không có cái đối tượng nào gây phiền não cho mình hết. Tâm là của mình, cho nên mình đừng đổ thừa anh đó là con giận, anh đó là con buồn. Ông không có quyền làm mình buồn khi mà mình không muốn buồn. Quý vị hiểu ý cô nói không? Không luôn á. Tức là không có ai có quyền làm mình phiền não, không có ai có quyền mình làm buồn nếu mình không muốn buồn, hiểu không? Giờ đố ai chọc cô Trí giận được? Không, ta đâu có giận. Mày khùng thì mày chửi, mày nói gì kệ. Đố ai chọc cô Trí giận được luôn á, tại cổ không cho phép người cổ giận thì có nói gì kệ. Làm khùng làm điên gì cũng kệ, khẩu nghiệp khẩu ơi gì kệ, còn cổ vẫn bình thường. Quý vị hiểu không? Đó là một cái tấm gương cho mình thấy đó. Hoặc nhà mình có thầy Dũng, thấy không? Thầy Dũng với thầy Trung, thấy cô Hiếu cứ gào trong gào ngoài, gào tới gào lui, hai thầy vẫn điềm nhiên ngồi gọt hạt dẻ ăn không? Giống như là suối chảy róc rách bên tai, hoặc là tiếng nó ống ảnh hưởng gì hết trơn luôn á. Xong rồi cô mới ra xong thì ăn không có dẹp gì hết rồi, còn cắn cái hộp hướng dương ra đẩy ở nhà, và nó mới hút bụi xong ra thêm một đống nữa. Cô mới nói thầy xong, thầy ăn thì phải bỏ vô thùng rác chứ. Để thầy dẹp cho xong rồi quay lại một vòng vẫn không dẹp quý vị, vẫn ngồi ăn tiếp mà không buồn không phiền gì hết trơn. Không phải sư tỷ làm gì tổn thương đệ, không có, đệ vẫn ngồi ăn bình thường. Đó là mày khùng mày giận thì ráng chịu, vẫn bình thường. Gia đình mình có những người vậy, quý vị hiểu không? Còn cô tức cô giận ở đây, cô đổ thừa là tại vì nó cãi lời cô nè, tại vì nó thái độ với cô nè, tại vì nó không nghe cô nè. Đó là tại cô hay là tại người ta? Quý vị cũng vậy. Tại cô Hiếu nói vậy nên con ghét con không đi về chùa nữa. Là tại cô Hiếu hay tại quý vị? Vậy mà đổ thừa cô hoài. Chê một phút thanh minh. Quý vị bớt đổ thừa, bản thân em cũng không đổ thừa ai. Cái này cô nói thiệt mà. Bản thân cô khi nổi sân lên, cô hiểu là mình đang bị cái sân chi phối, chứ không phải là đối tượng đó làm cho mình sân. Quý vị cũng phải học nhìn lại cái này. Ai làm cho mình sân? Ai ghẹo mình sân? Mình tự sân xong mình đổ thừa người ta, phải không? Bớt đổ thừa lại. Đi tu là bớt đổ thừa. Bởi vì quý vị mà tu lơ mơ là quý vị trách trời trách đất. Hồi ôi Phật ở trên kia cao lắm, mãi mãi không đổ tới mình. Chứ bà sư cô đó kỳ lắm, mà ngó cái chị kia không có để ý đấy con. Trời cái anh này kỳ ghê, đồ ăn ngon thế bạn mời nhỏ này không, chắc lại nhỏ này đẹp thế, không bao giờ thấy ngó tới mình. Mà đổ thừa khắp chốn như vậy làm gì có bình an trong cuộc đời.
phải không? Bình an được nha. Rồi cái thứ bảy là chúng ta phải bỏ cái gì đây? Bỏ phẫn não này, tức tối, giận tức, cái này là sân mà lên tới tức mà tới não hại mình luôn á. Đoạn này thôi, tới cái đoạn này là cái sân nó trổ bông luôn rồi đó, ghê lắm. Thôi sợ mấy người này lắm. Rồi nếu mình muốn gặp mấy cái người mà khùng khùng vậy thì mình bớt khùng lại, mình tử tế lại, hiền lành lại, thì mình sẽ bớt gặp những cái đối tượng hung dữ đó trên cuộc đời mình ha. Và cái thứ tám là quá mạng. Một lần nữa cô nhắc lại quý vị, cái này quá mạng, cái này có 7 loại mạng: mạng tăng thượng mạng, mạng quá mạng, ti liệt mạng. Cái này tới 7 cái lượng hồi Phật học phổ tông cô giảng rồi. Ở đây Phật nói chỉ có một cái quá mạng, thì cô nói quá mạng tức là sao? Mình tự cho mình rất là cao quý vị, mà chúng ta dướng vô cái này nhiều lắm, quý vị hiểu không? Mình tự cho mình là có giá trị hơn người, mình tự cho mình là đáng được người ta quan tâm yêu thương. Mấy cái này mệt mỏi vô cùng. Ở trong bên ngoài xã hội không biết như thế nào, là họ sẽ ganh đua từ cái vị trí đứng, đúng không? Từ cái chỗ chụp hình cho tới là đi diễn show hoặc là đi dự sự kiện gì, event gì, là cái vị trí nó rất là quan trọng. Người ta cành nanh nhau từng chút trên đường đời. Nhưng mà trong nhà Phật mà mình còn đặt mình ở cái vị trí mà càng cao càng trung tâm, đó là cội nguồn của khổ đau nữa. Tại vì thật ra không có cái gì là thật ta hết. Cô nói quý vị biết cái đoạn này, cô nói cô ngồi một đống ở đây mà có không có gì thật ta. Bây giờ hôm nay chúng ta có một cái bông đào, đúng không? Cái bông đào này là bông đào hái trộm về. Chúng em xin chân thành con. À chùa mình hả con? Ô cô cảm ơn nha. Ôi cảm ơn cái bông đào, xin lỗi con. Bông đào chùa mình quý vị, sư cô xin lỗi. Hồi trưa mấy em nó định hái trộm nhưng mà đã không hái trộm. Nhà mình có một cây đào và em nó hái cây đào của chùa nha. Ok con không có má trộm, xin lỗi cây bông đào. Cô nói ví dụ cái này thì mình kêu cái bông đào đúng không? Bây giờ cô ngồi cô lặt từng cánh cô dục. Bây giờ từng cánh nó dục đi luôn. Rồi cái này bằng cái gì đây? Cái bằng gì? Cái nhụy đào. À, lặt hết luôn cái cùi luôn. Bây giờ nó thành cái gì đây? Rồi còn cái gì, cái bông đào không? Cái này cái cọng. Mà bây giờ bẻ luôn cái cọng này nữa, nó còn cái gì không? Không. Đúng không? Vậy thiệt ra có cái bông đào không? Cái bông đào nó hình thành từ những cái không phải là bông đào. Rồi hết duyên nó cũng sẽ có những cái không còn cái gì là bông đào. Cô hình thành ở đây có phải là cô không? Không. Hồi nhỏ là bú sữa mà lớn. Bây giờ lớn rồi làm gì? À, ăn cơm mà sống, đúng không? Ở Việt Nam thì ăn rau muống, qua đây ăn kim chi mà sống. Vậy có cái gì thiệt cô không? Ờ, mà đụng vô là không được. Rồi bây giờ cô ngồi đây, cô có vĩnh viễn còn nguyên cái trạng thái này không? Không. Chừng 5 năm nữa thôi là nếp nhăn răng rụng da mồ. Bây giờ đã không thấy đường rồi, bây giờ đã mù mờ rồi mắt rồi, đúng không? Mai mốt là lưng còng da nhăn rồi, bắt đầu là khụ khụ rồi, bắt đầu nói được hai câu, bắt đầu quên hồi nãy nói gì rồi. Tại sao lúc đó các căng nó chậm lục rồi. À bây giờ mà còn nhớ nhớ quên quên, vậy có cái gì là thật cô không? Không. Tức chúng ta tất cả vạn pháp đều giả hợp mà, đúng không? Vạn pháp giả hợp rồi mình nhìn cái này đi, mình thấy. Cô hay nói với quý vị đó, chết một cái còn ai để mà giận hờn. Sao bây giờ còn nguyên cái thân thể này đến chùa tu học với mình, mà mình cành nanh nhau từng chút, từng lời nói, từng thái độ, từng hành vi, từng ánh mắt, mình không thấy thương yêu nhau. Mà mình cứ mà chỉ chỏi nói phân bua, cô nói một cái cũng không vừa lòng, phải nói lại cho bằng được. Chi mà phải phân bua từng chút vậy? Rồi bây giờ cô nằm xuống một đống, cái để cái bài vị cô cái tới cái thắp nhang, chi vậy? Mà bây giờ cô sống sờ sờ đây, tôi bệnh nhập viện đây, không thấy hỏi thăm gì luôn. Giận. Không thấy chùa cho cô biết. Cô biết con giận cô chi vậy? Rồi lỡ cô chết cái đùng đó rồi lấy ai giận? Mà cô bảo bảo đảm cô sống hoài được đâu, đúng không? Bây giờ ta đã giết Di Chúc lại hết rồi. Sợ quá trời sợ mà, đâu có ai biết vô thường đâu. Cô phải, tại sao cô phải lập pháp nhân? Để cô gửi lại cái chùa này cho đại chúng chứ, phải không? Mình lập pháp nhân để cho vĩnh viễn cái tài sản này là tài sản của cộng đồng Phật tử Việt Nam mình ở bên này. À, đó là cô đã nhìn thấy rất rõ vô thường. Cô không bao giờ bảo đảm được cô sống được tới hết tháng này hay là hết năm nay, đúng không? Mà quý vị đang còn sống ở đây, kể cả những người thân yêu xung quanh mình, sao giận hờn nhau hoài vậy? Ha? Giận hờn, chỉa trách, xỉa sói. Rồi bây giờ mai mốt nằm xuống thành hai cái đống tro. Cái đống tro này nó có kỳ thị cái đống tro kia. Ê, ta ghét mày lắm, bây giờ đừng để hai cái hũ cốt gần nhau. Đâu có cơ hội để nói nữa. À, mà lúc mà còn sống đây thì không thương nhau, giận nhau hoài. Ở đây cô mới nói đó, đừng có ngã mạn, nuôi lớn cái tâm ngã mạn này, cội nguồn của đau khổ thôi. Ừ. Quý vị giận người ta có biết không? Chưa chắc biết, đầu rảnh đâu quan tâm. Nhưng mà mình mệt không? Dạ mình buồn, mình phiền não. Thôi bớt cái giận cái thương này ha. Rồi, đó là cô đã giảng đủ 7 cái nội dung dài lê thê của cái bài này về cái việc từ bỏ được 8 cái điều này thì theo Đức Phật mới gọi là từ bỏ được tục sự, tức là những cái chuyện của thế gian. Còn mình chưa từ bỏ được cái này, mình bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ tài sản, mình tưởng đâu mình bỏ rồi, dạ chưa bỏ. Tại vì tham sân si còn nguyên, nói dối hai lưỡi sát sinh, lấy của không cho, thấy của người ta vẫn nổi lòng tham, thì người này có bỏ không?
không bỏ một chút nào. Bởi vậy cô nói đừng có hiểu lầm cái chuyện đi chùa với đi tu. Đi chùa đến để chụp hình sống ảo, check in, chụp hình với cô Hiếu, hay là đi chùa nhờ bông đẹp rồi suối đẹp đi tắm, đi đồ bơi, hay là đi chùa để học pháp mà tu, nó khác nhau hoàn toàn. Quý vị hiểu không? Dù ăn chay trường, dù lạy Phật sói tráng, dù đi chùa tuần nào cũng đến, nhưng quý vị không từ bỏ những cái điều này, sát sinh, lấy của không cho, nói dối, hai lưỡi, tham dục, sân hận, phẫn não quá mạng, quý vị không bỏ được một chút xíu nào trong cái này, quý vị đã tu chưa? Dĩ nhiên là Phật tử ngoài cổng chùa, dù chùa mình không có cái cổng, vô tới đây rồi vẫn chưa thấy vô chùa đâu. Hiểu cô nói gì không? Cho nên chúng ta cố gắng ha, đừng có tự chấp vô những cái công đức, công quả, công phu mình có, mà phải tự soi lại mình coi cái ngã của mình nó có lớn theo năm tháng không, sân si của mình nó có lớn theo năm tháng không, cái này mới là chân tu. Hiểu không quý vị? Cô hy vọng rằng bài pháp này cũng là một cái lời nhắc nhở lại cho chính sư cô, và cũng là một lời sắp tấn lại cho quý Phật tử, những người hữu duyên đồng hành với sư cô. Mai đây quý vị có thể không hữu duyên đồng hành với sư cô nữa, thì vẫn có chút tư lương để biết cái gì là chân tu, biết cái gì là hạnh phúc của mình, mà mình ráng mình vun bồi. Chứ mình cứ vĩnh viễn cầu xin lại Phật, vô nghĩa vô cùng. Thì mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ giao cảm được với Phật, không có giao đạt tới một cái gia tài. Ở đoạn này mà kể chuyện nữa là nó dài ra, mà cô có câu chuyện này hay ghê lắm. Thôi để cô giảng xuống 6 cái này rồi hết rồi em ghe lời kể chuyện nha. Nói đến cái gia tài của Đức Phật, tự nhiên nhớ cái câu chuyện của Đức Mục Kiền Liên với Đức Phật. À, để dành tháng 7 giảng luôn cũng được quý vị. Rồi, tới cái này vui lắm nè. Đức Phật mới đặc biệt nói về cái tham dục. Đức Phật cho ví dụ nha quý vị. Phật dạy thêm, tuy vậy 8 cái hồi nãy nghe khó làm chưa? Khó rồi đó, nhưng mà Đức Phật dạy thêm như thế nào? Tuy vậy đó chưa phải là sự đoạn tận toàn diện các tục sự. Nghe kỹ chỗ này nha. Tức là dù bỏ được 8 cái điều trên, vẫn chưa phải là đoạn tận toàn diện các tục sự, mà đoạn trừ toàn diện, tức là phải thấy rõ dục. Bởi vậy nói đi nói lại cũng khẳng định cái đoạn này đúng không? Thấy rõ dục là như thế nào? Đức Thế Tôn có những cái ví dụ như thế này đây. Ví dụ như khúc xương khổ nhiều, não nhiều, tai họa ở đây cũng nhiều hơn. Rồi ví dụ như thế nào? Ví dụ như Đức Phật có một cái ví dụ như khúc xương, tức là vậy nè, có một con chó, nó đi xin một cái khúc xương, cái người lóc thịt đó nó khéo lắm, lóc hết, không còn dính một miếng thịt miếng mỡ nào luôn, chỉ còn thấm một chút xíu máu ở trong xương thôi, cái quăng cho con chó. Con chó đó nó sẽ gặm cái khúc xương đó, dù là nó tét hàm nó đi, nó rách hết môi miệng nó đi, nó gặm từ sáng tới chiều, nó có no không? Không thể nào cứu con chó đó. Mình thấy cái hình tượng của quý của Phật vừa ra ghê không? Như một cái khúc xương nó không còn dính một miếng mỡ, miếng thịt gì hết. Con chó gặm từ sáng tới chiều vẫn không nuôi được. Ghê không? Vẫn không no được. Đức Phật tiếp tục cho một cái ví dụ như con trên kênh, con diều hâu hay con chim ưng giành được miếng thịt liền bay bổng lên. Các con chim kênh khác, con diều hâu khác hay chim ưng khác bay đuổi theo, đuổi sát theo, giành giật xé nát miếng thịt ấy. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào nếu cái con kênh kênh, con diều hâu hay con chim ưng ấy không vứt bỏ ngay miếng thịt, nó có thể vì nhân duyên ấy đi đến chết hay khổ gần như chết hay không? Tức là Đức Phật ví dụ cái dục á, nó như cái miếng thịt. Miếng thịt nó giữa trời đúng không? Con kênh kênh hay con diều hâu hay con chim ưng nó quắp được miếng thịt đó. Nhưng ngay khi nó vừa quắp được miếng thịt đó thì một đàn chim ưng, kênh kênh, diều hâu khác nó muốn giành cái miếng thịt đó đúng không? Thì nó bay lại nó xé xác cái con kênh kênh này. Nếu như con kênh kênh này không có thức thời mà nhả cái miếng thịt đó ra, có thể vì cái miếng thịt đó mà bị nguyên một đàn chim ăn thịt chính mình không? Hoặc là bị giày xé cho tới chết, tới khổ, tới chết không? Đức Phật ví cái dục như cái miếng thịt mồi đó đó. Khủng khiếp không quý vị? Rồi quý vị, Đức Phật ví như thế nào nữa? Như đuốc đi ngược gió, khổ nhiều, hại nhiều. Trời ơi, rất là nhiều. Như mình cầm một cái bó đuốc, bó có cỏ khô mà mình đi ngược gió, nó táp lại, nó đốt ai? Đốt cháy mình. Hoặc là như cái gì nữa? Như hố than bừng lên. Những người mà bị phong, bị cùi đó quý vị, người ta lên cơn, người ta ngứa đó, người ta hơ lửa. Quý vị hiểu không? Nhưng mà càng hơ như vậy, nó càng nóng, nó càng cháy, và họ càng gào gào lên như vậy thì máu me nó càng tuôn ra. Khổ sở vô cùng. Như mộng, như vật mượn, như cây có nhiều quả chín. Cây có nhiều quả chín là sao? Ví dụ Đức Phật nói như có một cái cây nó ở ngã ba đường và nó có rất là nhiều cái quả mộng, thì ai đi ngang cũng muốn bẻ trái hết, thì cũng sẽ leo lên, sẽ chặt cây, rồi cái người leo lên trước ăn quả, thì những cái người ở dưới họ đi sau á, họ nói thôi bây giờ những cái quả dưới là đã bị ăn hết rồi, thì bây giờ phải leo lên trên ăn cái quả đó. Họ lấy cái cây cưa, họ cưa nguyên cái cây chi đặng cho nó gãy cái cành xuống, đặng họ hái trái ăn. Thì cái người mà đang ngồi trên cái khúc cây vắt vẻo để ăn cái trái đó có chết không? Mất mạng vì cái trái đó. Dù quý vị hiểu những cái ví dụ của Đức Phật không? Tổng cộng có 10 cái ví dụ như vậy. Đức Phật nhấn mạnh cho mình thấy một lần nữa bằng hình tượng, rất là hình tượng, rằng dục nó thiêu đốt con người như vậy, dục nó hại mình như vậy, nhưng mà mình vẫn vì dục mà mình
dâng hiến cuộc đời mình giống con thiêu thân lao vào lửa, đúng không? Yêu là khổ mà không yêu là lỗ, thôi thà chịu lỗi, thà chịu khổ chứ không chịu lỗ đâu, vẫn cắm đầu yêu. Thậm chí yêu xong thất bại, bị bỏ rơi rồi, xong chưa kịp để trái tim mình lành lại, lao vào một mối quan hệ khác nữa, tổn thương nữa, gian nan vô cùng, chạy về chùa cô, chùa cô làm công quả không, về ngỡ nó hỏi ra hồi là thất tình về chùa cái gì đó. Xong 1, 2, 3, 4, cô giờ con muốn đi tu, con nhất định phải đi tu, con thấy cô là đời sống thảnh thơi, nói em biết gì về đời tu không mà thảnh thơi, hỏi sao muốn đi tu, ngoài đời nó khổ, cô nói hồi cũng ngoài đời khổ quá, thất tình, thất vọng đi chú, vậy sao tu được, không tu được, chừng nào mình chưa còn chịu nhả cái miếng thịt đó ra, chưa có nhả cái miếng dục đó ra, mình không thể nào có bình an hạnh phúc được, chứ phải cạo cái đầu là hạnh phúc bình an đâu. Nhiều người tự nhiên cái bệnh đau xong mà giái là hết bệnh là con đi cạo đầu làm gì, đâu có công đức gì đâu. Cạo đầu chỉ có đỡ tốn tiền đi 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 gội đầu hoặc là đi nhuộm tóc thôi, hoặc là đỡ tốn tiền mua xà bông thôi, chứ cạo đầu không có một cái phước báu gì hết trơn á. Quý vị hay hiểu lầm đoạn này quá, cạo được cái đầu tưởng đâu mình thành công vĩ đại trên cuộc đời, mình đóng góp gì cho xã hội đâu, trừ những người có cái mái tóc dài, người ta cạo đầu người ta đem đi cái tóc đó họ tặng cho những cái bệnh nhân mà bị ung bướu à, thì cái đó còn có chút được cái bố thí. Còn mình đầu đủ màu hết trơn, mình cạo mình dục vô rác rồi cái đầu mình nó nhẹ đi một chút thôi, chứ còn đâu có đóng góp phước báu gì cho cuộc đời đâu, mà tưởng cái chuyện cạo đầu mình là phước báu lớn lao. Xong rồi còn tiếc nữa, lúc giái thì giái ngon lắm, lúc cạo thì sợ. Xong rồi quay lại cô nhá kéo giùm con đi, có cái vụ nhá kéo nữa, trả giá với thần thánh, mấy cái này nó rất là tà kiến ha. Quý vị phải thấy rõ ràng rằng đoạn tận tục sự là đoạn tận cái ái dục này nè, đoạn tận cái nguyên nhân gây khổ cho mình nè. Cho nên Đức Phật dặn cái đoạn này rất là nhiều ha. Nó tổng cộng nó tới 10 cái ví dụ như vậy. Cho nên quý vị về đọc lại toàn bộ cái bài kinh này đó, Đức Phật đã cho như vậy. Đức Phật kết luận rằng thấy mọi chấp thủ tài vật được đoạn tận, thấy mọi cái tham dục của mình được đoạn tận thì vị ấy tu xả. Nghĩa là bây giờ mình biết được vạn pháp nó là vô thường, vạn pháp nó là vô duyên rồi, cho nên mình tập xả bỏ đi, xả tham, xả sân, xả những cái tính khí xấu đó đi, mình xả luôn những cái gì mà của cải tài sản, mình chuyển tiền thành phước báu, thì cái người này đó là thù thắng, được chưa? Vậy cho nên Boliya tự nhận còn rất xa vời với sự đoạn tận ấy. Lúc đến chất vấn Đức Phật hợm hỉnh ngạo mạn bao nhiêu, thì sau khi Đức Phật dạy ra 8 cái sự đoạn tận và 10 cái ví dụ về đoạn tận dục, thì Đức Phật hỏi rằng Boliya, ông đã có đoạn tận được cái gì trong này chưa? Boliya lúc này mới thấy là mình đã rất sai rồi. Cho nên Boliya mới tự nhận rằng con còn rất xa vời với cái sự đoạn tận ấy, tự nhận lâu nay đã lầm tưởng là thù thắng những gì chưa phải là thù thắng. Và cuối cùng ông đã ca ngợi Phật, khơi gợi nơi ông cái lòng ái kính sa môn, và lần này thì quyết định xin quy y quý vị. Đó, chúng ta hiểu rằng rất là tiếc nếu như mình không hiểu được cái gì cần phải đoạn trừ và cái gì cần phải tu tập, thì cái đời sống của mình, cái đời sống tu tập của mình nó không có kết quả lớn. Do đó cô mới khuyến khích quý vị hàng tuần ít thôi cũng được học một bài kinh. Để chi? Để biết được Đức Phật dạy như thế nào là tu, tu như thế nào là đúng pháp, tu như thế nào là hiệu quả, thì lúc đó mình dụng công ít mà kết quả mình mới nhiều. Chứ còn nhiều người rất nỗ lực tu theo hạnh con bò, tu theo hạnh con chó, ăn chay trường quá trời rồi lạnh lẽo cô không dám mặc áo ấm vô, trời nóng cũng không dám bật máy lạnh đi, tưởng mấy cái đó là tu tới rồi, tóc đẹp như vậy đem đi cạo, tưởng đó là thành tựu vang dội rồi, không hề có miếng công đức nào. Hiểu ý cô nói không? À, tu là mình phải bỏ những cái điều như sư cô vừa nói thì mới có công đức ha. Kết thúc cái bài này, sư cô chốt lại hai ý. Thứ nhất, bài này Đức Thế Tôn định nghĩa lại cái ý nghĩa của sự tục sự, đó là những cái chuyện của thế gian, tức là các cái việc làm trong đời sống gia đình và đời sống xã hội, các cái sinh kế thì mình gọi là tục sự, nhưng mà cái này là theo cái nhận thức phổ biến của thế gian thôi. Cho nên ví dụ mình không nhận tài sản, mình không đi tham gia lao động ở ngoài đời, chưa chắc là mình đã bỏ tục sự theo cái nghĩa của Phật giáo, hiểu không? Còn theo nghĩa của Phật giáo, đó là cái biểu hiện của đời sống tu sĩ mà tránh xa tục sự, đó là ý nghĩa đích thực thì phải từ bỏ cái gì? Nãy giờ cô lặp đi lặp lại rồi đó, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân hận, từ bỏ não hại, từ bỏ sát sinh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ dối gạt và từ bỏ ngã mạn, được không? Đây là 8 điều mà thật sự phải đoạn tận tục sự theo cái quan điểm của nhà Phật, chứ không phải là bỏ chồng, bỏ con, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ công ăn việc làm, đó là bỏ đâu. Không, Phật không khuyến khích mình bỏ như vậy, mà nếu thật sự bỏ chính là phải bỏ 8 cái điều kia, hiểu không? Rồi, thứ hai, nếu cho dù mình là mang hình hài tu sĩ hoặc là mình mang danh là Phật tử, là hành giả, nhưng mà mình vẫn còn chưa rời xa các cái phàm tâm đó thì vẫn không thể gọi là cái người tránh xa tục sự, nghĩa là mình vẫn còn vương víu rất là nhiều đời cái việc ở đời ha. Ngược lại với cái người đã thành tựu phạm hạnh, tức là thành tựu những cái điều kia, thì
mình nên tiếp tục thực hành cái gì? Tứ nhí pháp, cô nói gì? Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Tức là đem bốn cái tứ nhiếp này giúp đời, thì cho dù là người đang sinh hoạt với đời sống như vậy, vẫn là người tránh xa tục sự. Quý vị hiểu cô nói gì không? Học pháp, hộ pháp, hoằng pháp và hành pháp. Cái chỗ này quý vị phải hiểu được thì quý vị đem đạo vào đời. Thì cho dù quý vị đang có chồng, có con, đang tham gia kinh tế, đang làm mọi việc bên ngoài, nhưng quý vị đã là người tránh xa tục sự chưa? Có rồi. Hiểu ý cô đang nói cái gì không? Cái chân tu là cái chỗ này. Không phải là bỏ nhà, bỏ cửa, mò mỏi, công ăn việc làm, đến chùa cạo đầu mới là tu. Mà là tu thật sự là cho khi mà quý vị thành tựu được 8 cái điều từ bỏ kia đó, thì với cái thân này, hình hài người nam hay người nữ không cần biết, quý vị đi vào đời và dùng tứ nhiếp pháp để độ đời, thì điều này gọi là đem đạo vào đời. À, là rất là lợi lạc cho đạo pháp và quần sanh. Những người này dù sinh hoạt với thế tục nhưng vẫn là những người thánh, đúng không? Tránh xa những phàm sự rồi. Vậy đó thì Đức Phật mới khẳng định một điều cuối cùng, cái mọi cái phàm tâm, tục tâm, những cái phiền não của mình đều khởi từ cái gì? Khởi từ tham dục và tà kiến mà ra. À, đây là hai cái điều mà nguy hiểm nhất cho cái người tu Phật. Chúng ta tu Phật chúng ta phải biết sợ tham dục, biết trừ tham dục và biết lánh xa tà kiến, nghĩa là phải chăm chỉ học pháp, nghe pháp để hiểu cái gì tà kiến mà không theo, được không? Chứ quý vị rơi vào tà kiến rồi nói rất là khó nghe ha. Thì tham dục thực sự được hoàn toàn trừ sạch khi nào mà mình phải trừ được tham tùy miên, sân tùy miên, si tùy miên và thành tựu tam minh. Cái phần này là giảng cho quý vị nào hiểu thêm một chút xíu nữa. À, cô đã hoàn thành cái bài giảng này trong đúng 55 phút. Ghê chưa? Nói không dám nghĩ luôn á, sợ lố giờ mấy đứa nó lên nó phản ứng nữa. Bây giờ cô sẽ dành 3 phút để giảng cái, để kể cái câu chuyện nãy cô tính kể cho nghe, đúng không? Tự nhiên nhớ đến đó quý vị. Có một cái câu chuyện nói về ngày Mục Kiền Liên á, cô đọc kinh mấy cái đoạn này khoái lắm luôn. Đoạn này thật ra là soạn về ngày Mục Kiền Liên để giảng Vu Lan năm ngoái mà giảng chưa hết á, nên là nó thừa tới năm nay. Khi mà nghiên cứu về ngày Mục Kiền Liên á, có nhiều cái hay lắm. Quý vị biết Mục Kiền Liên là bậc đại đệ tử như thế nào? Giỏi, đúng không? Thần thông đệ nhất. À, trong nhà Phật mình thì ngài Mục Kiền Liên còn có cái nhân duyên với lại là Vu Lan báo hiếu, đúng không? Cho nên mình hay nói là Nam Mô Vu Lan duyên khởi đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Đó là xưng danh ngài. Ngài có thần thông bậc nhất và đặc biệt là gì nè? Đức Phật là người không có dùng thần thông. Ngài không cổ suý cho đệ tử dùng thần thông, thậm chí ngài cấm đệ tử dùng thần thông để giáo hóa. Đặc biệt có một người Đức Phật cho phép dùng thần thông giáo hóa, đó là ngài Mục Kiền Liên. Ghê không? Dù ngài là thần thông đệ nhất, khi mà mình nghiên cứu những cái đệ nhất của những vị tôn giả này, mình mới thấy là không phải tự nhiên mà gọi là đệ nhất, không phải giỏi nhất mà là đệ nhất, mà là người biết khéo vận chuyển, khéo vận dụng cái diệu dụng đó để mà độ sanh, thì cái đó mới gọi là đệ nhất. Ngài Mục Kiền Liên thần thông rất là giỏi, nhưng mà ngài rất khéo dùng thần thông để mà độ sanh. Chính vì như vậy, tức là người có cái năng lực á, có cái năng lực lớn mà còn biết khéo vận dụng cái năng lực đó trong cái trường hợp nào. Cho nên đặc biệt đối với ngài Mục Kiền Liên là Đức Phật cho phép ngài Mục Kiền Liên dùng một thần thông để giáo hóa đó quý vị. Thì mình thấy là rất là đáng nể trong cái việc mà vận dụng thần thông của ngài. Thì có một cái câu chuyện là ngài Mục Kiền Liên, à, một hôm thì ở trong cái thương thất của ngài thì ngài Xá Lợi Phất đến thăm. Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là hai vị đại đệ tử lớn nhất như cánh tay phải và cánh tay trái trong tăng đoàn của Đức Phật. Thì ngài Xá Lợi Phất đến thăm ngài Mục Kiền Liên thì thấy ngài ngồi cái tư thế là tọa thiền, nhưng mà cũng chắc chắn là không phải nhập định, tại vì những bậc thánh người ta nhìn là biết có nhập định hay không nhập định, hoàn toàn là không phải nhập định, nhưng cũng không phải là ngồi chơi, mà cái ánh mắt, cái nét mặt của ngài Mục Kiền Liên nó hoan hỷ, nó rạng rỡ mà nó tươi tươi, nó nhuận nhuận, mà ngài Xá Lợi Phất không dám đánh thức luôn, không dám đến làm phiền luôn, mà biết chắc là sư huynh đệ của mình là không có nhập định đó, à, là không có nhập định đó, nhưng mà không dám đánh thức luôn vì cái gương mặt rất là hảo tướng và an hòa của ngài Mục Kiền Liên. Thì ngài Xá Lợi Phất cứ ngồi chờ cho tới khi ngài Mục Kiền Liên xả cái trạng thái đó ra, à, mở mắt ra thì thấy ngài Xá Lợi Phất ngồi trước mình, hỏi sư huynh đến khi nào thì mới mới kể là đến, nhưng mà hồi nãy là sao tôn giả dùng thần thông hay như thế nào mà thấy có nhập định hay không. Thì tôn giả Mục Kiền Liên mới nói là dạ tôi không có nhập định. Hỏi vậy tại sao mà có một cái nét hoan hỷ vui tươi trên cái nét mặt rất là như vậy. Thì tôn giả Mục Kiền Liên mới nói là vừa rồi thì tôi đi đảnh lễ thính pháp Đức Thế Tôn để mà cầu pháp với Đức Thế Tôn. Thì ngài Xá Lợi Phất biết là ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất thần thông, mà lúc đó thì Đức Phật ở cách xa ngài Mục Kiền Liên rất là xa, không thể nào mà đi bằng chân mà trong một ngày mà quay về được, mà trong khi ngài Mục Kiền Liên vẫn ngồi đây và Đức Phật vẫn ở hương thất của ngài. Vậy thì đi đảnh lễ và cầu pháp Đức Phật bằng phương pháp gì? Thần thông gì?
Thần thông có nhiều loại thần thông, như là tha tâm thông là biết được tâm con đang nghĩ gì đó, hoặc là gì, hoặc là thần túc thông là bay cái dèo đó, hay là thần thông gì ngài dùng cái gì quý vị biết không? À, ngài dùng thiên nhĩ thông, tức là nghe Đức Phật từ ở phía xa, và Đức Phật cũng dùng thiên nhĩ thông để thuyết pháp cho ngài Mục Kiền Liên, để cái mà ngài Mục Kiền Liên vấn đáp với Đức Phật. Mình thấy nghe hay không? Mà trong cái khúc mà dùng thần thông đó để đi cầu pháp với Đức Phật á, là ngài được hưởng cái gì nữa? Cái pháp hỷ sung mãn, tức là nghe Đức Phật dạy pháp cho nên ngài rất là hoan hỷ. Thành ra trong lúc dùng thần thông một cách diệu dụng đó mà ngài còn cái pháp hỷ, là khi nghe Đức Phật giảng dạy nên mặt ngài rất là tươi mà rất là vui luôn. Thì ngài Xá Lợi Phất với là cung kính đảnh lễ. Cô nghe tới đoạn này cô chấn động. Bây giờ mình có được cái thần thông đâu không? Có. Mình dùng cái gì? Hí cái này, phải không? Cô ở gì đây mà cô vẫn nói chuyện được với quý thầy? Thầy chỉ đạo từ xa cho chùa mình làm internet bằng gì? À cái này. Nhưng mà cô cũng có thần thông vậy. Nhưng mà cái thần thông này sao? Rớt mạng cái đức. Dù không có tiền đóng tiền điện thoại tiêu, phải không? À, quý vị cũng có thần thông, nhưng mà nếu như cá mập cắn cáp là đức thần thông. Tại vì cái thần thông đó mình có đem từ cái nội lực mình ra không? Mình lệ thuộc bên ngoài. Chúng ta nghe cái đoạn này cái cô mới thấy giật mình luôn quý vị. Tức là sao? Ngày xưa cái thổ đó Đức Phật đã dạy là sao? Mình có đầy đủ tài sản, mình có đầy đủ năng lực, bên trong mình có biết bao nhiêu năng lực. Quý vị thấy sướng không? Ngồi một chỗ không cần internet, không cần điện thoại, nhưng mà vẫn giao cảm được, vẫn thiên nhĩ thông, vẫn tha tâm thông, thậm chí thần túc thông bay đi được luôn. Tất cả có trong mình. Mà mình sống làm sao mà bây giờ mà cái đó mà gia tài mình không xài được miếng nào luôn. Mình mất hoàn toàn, khỏi nói cái thần thông mà mấy km đi thần thông từ đây ra ngoài này không có CCTV, cô đâu thấy đứa nào ngoài này. Đâu nghe nó chửi cô gì ngoài sân. Chắc chắn là giờ nó sẽ chửi cô ngoài sân. Nhưng mà đâu nghe đâu, đúng không? Từ đây ra tới sân là cô mất thần thông rồi. Đó. Cho mình sống sao mà gian nan như vậy. Tự nhiên cô mới thấy mình nghèo khổ, mình tù túng, mình tùm lum hết. Các cái nhà khoa học người ta nghiên cứu, người ta dành thời gian để người ta nghiên cứu, người ta phát hiện, người ta chế tạo ra máy móc hiện đại này nọ, để dù người phàm phu như mình vẫn có thể thần thông nếu mình có điều kiện, mình sở hữu cái điện thoại và cái nối mạng, đúng không? Thì cái đó thôi cũng chấp nhận cho các nhà khoa học đi. Nhưng bản thân mình nghĩ mình tệ không? Thì mình cũng con Phật mà. Con Phật đằng kia người ta có đầy đủ năng lực, người ta có đầy đủ kho báu, người ta có đầy đủ diệu dụng, từ bên trong người ta xài được hết mọi căn. Còn mình các căn chậm lục, chỉ có cái căn ngã mạng nó bự chà bá thôi, còn lại cái gì cũng không xài được hết trơn á. Mình dựa vô bên ngoài nhiêu đây thì mình thấy mình phải ráng tu quý vị. Mình tu làm sao mà mình moi từ trong này ra những cái gia tài, những cái khả năng diệu dụng đó của mình kìa. Những cái đó mới là quý, chứ không phải là mình so đo với nhau là mua được mấy chiếc xe, sắm được mấy cái điện thoại đời mới hay không. Vô nghĩa vô cùng, hiểu không? Cái đoạn này nãy cô muốn kể với quý vị là cái lúc mà thần thông diệu dụng chỗ này nè. Bên trong của mình có đầy đủ kho báu ha. Bên trong của mình có đầy đủ những hạt giống thiện lành. Bên trong của mình có đầy đủ những năng lực. Bên trong của mình có một ông Phật, có một cái Phật tánh trong mình. Nhưng mà ông Phật của mình bây giờ bụi bám tùm lum. Quý vị nhân dịp Phật đản sinh năm nay, chùi chùi bóp bóp lao lao tắm cho cái ông Phật mình nó đản sinh trong lòng mình một chút xíu, chứ ông ngủ lâu quá trời là ông cũng buồn mình lắm luôn ha. Ráng cho ông Phật đản sinh từng ngày, ráng cho những cái hạt giống thiện lành và những cái năng lực diệu dụng trong mình nó trổ hoa và nó kết quả, hơn là những cái sân si tham ái mà nó trổ hoa, được không?